Lại nữa Khánh Hỷ nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào Đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế Thường ưa lắng nghe thọ chỉ đọc tụng rốt giáo thông lợi như lý tư duy Vì các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa tuyên tuyết khai thị dạy bảo trao truyền Thì nên biết người ấy là đại bồ tát trong đời quá khứ Từng theo như lai like, ứng tránh đẳng giác nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế Nghe rồi ưa thích thọ chỉ đọc tụng rốt giáo thông lợi như lý tư duy vì người rộng nói cho nên đời này có thể hoàn thành việc ấy khánh hỷ nên biết thiện nam tử thiện nữ nhân ấy từng ở chỗ vô lượng phật quá khứ trồng nhiều thiện căn cho nên ở đời này có thể hoàn thành việc ấy Khánh Hỷ nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nên nghĩ thế này. Trước ta chẳng từ thanh văn độc giác nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, mà nhất định từ như lai ứng tránh đẳng giác nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Trước ta chẳng đối với thanh văn độc giác trồng các thiện căn, mà nhất định đối với như lai ứng tránh đẳng giác trồng các thiện căn. Do nhân duyên ấy nay được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này, ưa thích thọ trì, đọc tụng thông suốt như lý tư duy, vì người rộng nói thường không chán nản mỏi mệt. Khánh Hỷ nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thường ưa thích lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, rốt giáo thông suốt như lý tư duy, đối với nghĩa, đối với pháp, đối với ý nghĩa sâu xa, tùy thuận tu hành, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy hiện tại thấy được như lai ứng tránh đẳng giác chúng ta. Khánh Hỷ nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu sâu xa như thế, thâm tâm tin thọ không hủy không báng, chẳng cản trở phá hoại, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở chỗ chư Phật trồng nhiều thiện căn cũng được vô lượng thiện hữu nhiếp thọ. Khánh Hỷ nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với phước điền thù thắng của Như Lai ứng tránh đẳng giác, thường trồng các thiện căn, thì tuy nhất định sẽ được, hoặc quả thanh văn hoặc quả độc giác hoặc quả như lai nhưng muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì cần phải đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế khéo hiểu rõ thông suốt tu hành bố thí ba la mật đa tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa an trụ pháp không nội an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo Pháp không không biên giới, pháp không, không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không, không bản tánh, pháp không, không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không, không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.